Những nét đẹp đặc trưng trên gương mặt người nổi tiếng. Phần 1. Ca sĩ Bảo Anh. Không tiền thì sống bằng cái gì hết? Chẳng lẽ cặp đất mà ăn hả? Bảo Anh là một trong số các nhan sắc tự nhiên ấn tượng của V-Beat. Đôi mắt to, tròn, hai mí rõ. Các bạn nhìn đi, góc mắt trong của bả đẹp ghê á. Trong V-Beat còn một đôi mắt to, tròn, tự nhiên khác nữa. Bạn biết là ai không? Gợi ý nha, đó là một diễn viên trẻ. Bảo Anh có chiếc mũi cao, tây, má lũ đồng tiền duyên dáng, nốt ruồi ở nhân trung và gương mặt V-line rõ nét. Tổng thể gương mặt rất đẹp, không đại trà và nét rất hiện đại. Bạn ấn tượng về điều gì trên gương mặt của Bảo Anh nào?